Thì gia đình mình xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm trước thì Quông với Băng với cu Tim có về bên đội cu Tim ăn đám giỗ cả nhà. Xong xuôi hết về được bà nội cu Tim tặng cho thêm mấy cái chiến dịch. Ở nhà thì nội cu Tim có nuôi đâu khoảng 10, 11 con vịt gì đó. Mà một đêm vậy là đẻ khoảng, mẹ nói hôm bữa là khoảng 8 trứng hả Băng? Đó. Thì mẹ để dành 2-3 bữa gì đó, cái có gửi đem mình đem về được mớ này. Mớ này bữa nay Băng có đi chợ chuẩn bị thêm ít thịt để làm món thịt kho rượu. Nhưng mà bữa nay là sườn kho rượu. Bữa nay mua sườn kho cho nó nhanh, tại nước ngập á, củi nó ướt hết trơn rồi. Cái Băng mua sườn về cũng có chặt ra rồi trần, cũng có cái lột cái lớp màng để cho thịt nó được mềm như thấm đó. Hộp vịt thì bà nội coi cho cô Tin cho cũng 30 hả mẹ? Mình như 30 hộp. 30 hộp mà mẹ lấy ra có 20 rồi, để chút xíu nữa mình kho. Thì món thịt kho rượu bữa nay ăn với cái món truyền thống là dưa giá nè. Món này bén dữ lắm. Dưa giá thì mình có giá là một ít hẹ với ít củ cà rốt. Với mình cho miếng bông điên điển vô đi. Ăn cho nó ngon. Rồi bạn có mua thêm dưa lê muối nè, chút xíu xào lên. Xào hai dẻ. Rồi này là cải non để mình chấm chung. Trời ơi, tự nhiên hồi nãy thấy mớ cải này mà thèm chấm cái thịt kho rượu, thèm gọi là thèm bà cố luôn, hút nó thiệt á. Cảm giác như là như cái cải này nè cả nhà, nấu mình nấu canh ăn cũng được nha, mình nhúng lẩu cũng được, nhưng mà mình ăn sống nó giòn giòn á, nó ngon lắm. Chút nữa mình ăn sống. Giờ mẹ sẽ luộc cái mớ trứng vịt. Út bữa nay làm đầu bếp chính không? Đâm mà để ướp gia vị là Út là đầu bếp chính rồi đó. Giống trứng vịt lộn. Dạ. Yeah. Mà người ta nói vịt cỏ, vịt đẻ là trứng nó mới ngon hơn là vịt mắt xéo không mẹ? Trời, ngon mắt xéo, mắt xéo đó, cái trần trắng nó không ngon. Dạ. Yeah. Cái trần trắng nó không dai bằng trứng vịt cỏ mình. Dạ. Yeah. Rồi bữa nay là mình ăn trứng vịt này bên mẹ nuôi là vịt gì Băng? Vịt cỏ mà nó vịt dây đồng á. Vậy đó hả? Ừ. Cái con vịt mắt xéo mà mình ăn thịt mà một con 3-4 ký đó hen, thấy vậy chứ cái trứng nó không ngon đó. À. Ừ. Cũng là đẻ ra trứng nhưng mà thấy vị chứ nó khác nhau đó không? Cái chồng trắng á, nó trắng đỏ hà. Nó dạ. Bò mà nó dai dai, nó bở bở sao sao nó bở. Nó bở. Nó bở. Không có dẻ. Giác tươi đục bục. Đợt đó mình cũng mua là nó bở bở. Rồi. Nhưng đâu biết chỗ này hả? Không. Vịt mình chồng trắng ăn nó thơm mà nó trong nó Úc. Cái món thịt kho rượu này hen, mà biết có thêm một cái loại gì mà ăn còn nhức nhói dữ nữa không anh Quân? Dưa cải không nói rồi, dưa rau muống. Mà bữa nay trong nhà hết dưa rau muống rồi, sáng mẹ có đi cắt được, tranh thủ cắt được có một thao à. Nhiều đây chắc cũng cỡ 4-5 hũ à, chứ không nhiều đâu. Bữa nay món phụ nhiều hơn món chính. Mấy cái dưa này không bắt lắm. Ăn món thịt kho rượu luôn chứ phải có dưa, rau rồi ăn nó mới ngon. Này thêm trái dưa hấu nữa ha chị Linh. Đấy, Tết luôn. Xuân ơi, xuân đã về không? Phút mới đâm tỏi ớt lên nè. Em cho nước mắm vô. Và mình cho bột ngọt hạt nêm với ít đường. Sườn này thì mình hầm nó sẽ lẹ hơn giò với lại ba gọi ha. Bữa nay mà trời mà nước ngập á bà con, bữa nay mà mua cái bắp giò heo mà hầm chắc tới mùa quýt mới có ăn quá. Ở đây như cả nhà mình thấy là ngập lên tới trên cái chân bếp của mình luôn rồi. Hôm qua đâu có giữ gì đâu, sáng nay cái mở mắt ra thấy quá trời ngập luôn. Cái con nước thì con nước rằm tháng 10 nè. Để cho nó thấm chút xíu thôi mình kho. Cái bếp củi mà nó ngập nước lên tới gần tới trên cái miệng. Mình đây làm gì nữa bà con ngủ sao trời. Dạ. Yeah. Cái này chút xíu nữa mình xén xén mấy cái lớp củi ở trên Út, nó chưa có ướt á. Chắc hết trơn, nhiều lớp củi ở trên đó là cũng đủ nồi thịt kho của mình nữa là hết củi rồi. Để đây mình cho nó thấm chút xíu cái mình kho cho nó ngon nha. Đủ màu sắc ha. Thao nhìn hấp dẫn quá trời.
Thấy Tết là Tết làm dưa này nè Út. Mình trộn. Giờ ăn thịt kho ghẹo. Trộn này thì mau ăn, ăn liền. Cái này là trộn mình ăn liền. Nhưng cái món này ví dụ nhà mình làm có khách á, mình làm được. Nhưng mấy cái kia thì phải cần có thời gian, ví dụ lỡ nhà không có gì cho mình trộn cái này nè. Quá trời khói rồi. Khói luôn. Thấy cục thịt luôn. Để giờ mình cũng xiên xiên chở chở đang cho thịt nó săn với lại nó cũng thấm á. Úc ơi cho dừa vô đi Úc. Dừa này dừa cống dẹp hả? Mà nó hơi gém gém gì nước nó mới ngon đó. Ngọt lắm á. Này nước giấm đường hồi nãy băng nấu nè. Giờ mình gửi vô. Gửi chút xíu là nó xèo lại vậy. Thì nào nó dợp lại cái bắt đầu mình trở bề. Đường ba hồ nè, có người nuôi lục bình, có người nuôi. Cô Tiên bữa nay ngồi thấy lột trứng thấy tỉ mỉ quá, có bể không con? Nãy giờ chưa thấy bể. Mẹ hai đập sẵn cho con rồi con chỉ lột thôi đúng không? Lâu không được nữa mẹ hai quýnh đòn luôn á. Nãy trứng này thì do là ngày đẻ ít á, cái mẹ em để lại mà không biết là cuối cùng là nó là trứng mới hay là trứng cũ. Mà mẹ nãy mẹ luộc mẹ có cho ít muối với lại giấm. Lục thấy trứng này là chắc hơi trứng cũ nè. Để nó chóc ra trời. Cô Tiên lột nào hết 20 trứng cô Tiên? Con được trứng rồi đó. Chưa bể. Nhưng mà không biết hình như thấy quả này đó chưa bể rồi. Kìa bạn con qua kìa, bạn con quá luôn. Khoan đi từ từ nghe. Té đó, đi chơi bạn đi. Rồi vậy vô chơi bạn đi, ở đây nước. Đưa em nhà chơi đi con. Kìa bạn đem bánh qua, đem gì qua nữa kìa, đem mì nữa. Trời ơi, dữ vậy. Kìa, qua bạn chơi bạn đi. Bạn vô ăn cơm với thịt kho. Hello. Vô nhà chơi cho nó. Đây. Dính luôn. Đi rửa chân cái đã. Bạn con tên gì Tiên? Vinh Quân. Vinh Quân ha. Rồi con là tên gì? Châu Quân. Châu Quân à. Cô hai đứa, đứa Vinh Hoàng Quân, đứa Châu Hoàng Quân. À. Nên cô đặt như đó. Cô gọi cái họ với tên. Một bạn tên là Quân Châu, bạn tên là Quân Danh ha. Rồi vô chơi bạn đi con. Thôi nhớ của bạn ăn cơm nha. Ước chừng mà chưa tính vốn trong đây thì mẹ cái thau này bán cũng được 4 hũ thì cũng được 148, 32, 320 mà chưa tính vốn liếng dần nha cả nhà là cũng hôm qua nay đó. Hôm qua mẹ cắt ít, sáng nay mẹ lội xuống ruộng cắt thêm ít nữa là được đã nói nhiêu 320 ngàn, chưa tính vốn liếng xà bông rửa giò rồi luôn nha. Rồi giấm nè, đường nè, keo nè, bọc nè. Đó, rồi ga mình nấu lên. Tại mùa này thì không có xài bếp củi được. Ngập quá. Tem rồi nữa hả? Tem. Rồi nhãn hiệu bản quyền, nước đá ngâm lúc mà khi mà trụng xong á là mình sẽ ngâm lại bằng nước đá để cho cái rau muống nó giòn. Đó thì tính ra 320 vòng vòng mẹ cũng còn được khoảng 80. Chồng nha. Còn gì là tính gì đặng đặng mình chi chết hay gì. Đúng rồi, bây giờ bán mẹ cứ làm xong thao này mà em đưa cho mẹ trước 80 giùm em đi. Quá trời hú. Mẹ nói 80 là khỏe rồi. Mẹ nói 80 thôi tao nghĩ làm rồi. 90 thì được. Vừa kể hao tổn công sức rồi đang làm cái gọi là làm bon nữa. Dạ. Không bon qua la nữa. Thủ lúc rảnh rảnh chút đi. Lắc ra giấc nào là đi giấc đó. Vì Tư nói trên kinh Tư gì cũng đọt non non không mà cấp này người ta xả lúa nè, chắc xả lúa hết rồi. Hôm mà chính nói không. Cấp này xả lúa thì Tư đâu có đi bắt ốc được hả mẹ? Không, nghỉ lâu rồi. Má nói đọt non non không mà sợ cấp này ta dọn đất rồi, cắt ruộng bỏ hết rồi. Cho muống này mẹ cắt về đó ta, nhà mình sẽ bỏ hết lá nè, rồi cắt nó như băng với mẹ đang cắt vậy đó. Xong rồi cắt khúc vừa ăn nữa. Rồi trụng ngâm nước đá. Ừ. Rồi quậy nước chấm đường.
chấm đường để nguội, xong cái mình sắc tỏi ớt cho vô, rồi mình ngâm, rồi vô keo. Công đoạn lâu lắm. Giờ mình sẽ cho trứng vô luôn. Lấy gì chứ? Sáng biết gì không làm món này đâu, đợi đói bụng quá. Út nãy giờ ngủ mấy giấc rồi kìa, cho em biết trước vậy. Cha ra cha hỏi cái này về sườn trâu phải không? Phải mà giờ này hầm sườn trâu nữa rồi, không biết là nó có ăn được trong kịp buổi sáng không nữa đó. Dạ mình bắt ra sẵn đi, chắc cũng thịt cũng ăn được rồi anh không? Ừ. Nó chưa có ghiệu lắm đâu, nhưng mà mình ăn đi rồi chiều mình hâm lại thêm quận nữa. Thịt kho ghiệu hâm lại quận thứ 2, thứ 3 nó mới ngon. Dạ em bắt rau giá ra, chị Ly sẽ xào củ dưa leo muối. Cái rau này bao ngon luôn, giòn lắm. Dưa leo muối mình ăn, em ăn lần này nữa là lần thứ hai mà làm món xào đó làm ngon. Hình như là cũng để dành ăn món thịt kho rượu đợt đó hay gì đó. Chứ thường thường là mình ăn nha, ăn dưa không nha. Dạ. Dưa giá là huyền thoại của món ăn ngày Tết không? Kèm với thịt hộp vịt. Ừ. Huyền thoại luôn đó. Dưa giá kết hợp với dưa hấu nữa thì bể tay. Nãy giờ em đảo đảo mấy quận đó thấy nó cũng thấm mà anh không? Mình làm ăn liền thì mình làm thêm về vị chua nhiều hơn chút để cho nó kịp ăn. Cái dưa giá này bà con mình làm để dành ăn với lại cá chiên mà làm những món chua ngọt nữa, mình chấm nó cũng ngon lắm. Mình nãy giờ mình kho nó cũng chưa có mềm đâu, cũng chưa có rượu, nó chưa có tới lắm, chưa có tới thịt. Vậy mình múc ra ăn trước. Múc mấy em chuẩn bị mấy ba dĩa ha, mấy cây cọng gần đó có găng là êm lắm á, mềm. Hầm được cái nó mềm gục ra ngon lắm anh không? Ừ. Mình cứ giữ củi gì đi để cho nó mềm, chiều là ăn thêm cử kiều chiều nữa là ngon rồi đó. Buổi sáng rồi, bữa nay cô Tin ăn cơm với bạn rồi, hai bạn bè người ta ăn mắc cỡ không có lên ống kính. Giờ cô Tin thì ngồi phía sau mình ăn cơm với bạn cô Tin này, gia đình mình mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Rồi, xin mời cả nhà ăn cơm. Đâu cô Tin đâu à, rồi hai anh em hai đứa ăn đi nghe. Cho ngập ngập á. Dạ. Này dưa giá hay là mình mới trộn? Dưa giá mới trộn mà mình mới làm. Chưa thấm lắm nhưng mà đói bụng ăn vẫn ngon như thường Út. Ngon hả? Dưa leo bên Như trồng á thì em kêu nó đón mua cái này nè, mình về mình làm dưa leo ngon. Và lại nó trồng ra trứng ngon thật chứ hả, thấm chấm mà ngập thật, trứng đưa nó mềm mềm cũng mềm mà mềm chưa có rượu. Chưa rượu mềm. Mềm.
Cái dưa giá là vừa ăn đó, chua chua ngon. Nói ba dĩa này thôi là ăn cơm đã là banh thôi cơm rồi. Con có cắt cái cọng sườn nhỏ nhỏ đó mềm rồi, mềm là tặng lớn hay gì nó mềm vậy, chưa gục yếu thôi, chưa gục yếu xương thôi chứ cũng mềm đó. Bữa nay mà có dưa hấu này giống Tết nữa nè. Cái ngọt gì vậy? Ngọt, ngọt mà nó nhỏ. Cái dày á. Ngọt dày dày á. Cho tỉ nha. Nhưng mà mình nhổ ra. Bự bự ra là mình ta. Nó giòn. Cái này ăn cái chiên của em lắm nè anh Quân. Cái nướng rồi đó. Đúng rồi đó. Thèo. Lúc nãy giờ có ăn thịt chưa? Để bắt đầu ăn nè. Cái rộng nè. Nhiều mà. Cắn thấy nhẹ nhàng mới vô. Mềm quá ha. Mềm. Nhưng mà đúng mà sườn kho rượu hay là kho là mình cắn cái này nó mềm bã ra trơn luôn á. Này phải có thời gian lâu ha. Thời gian lâu, cái này còn hơi cứng cái xương. Hai ly chồng gần Tết có rau rồi ăn rồi. Nói chứ mình cũng cần một số rau mình đón ngay Tết đó Út. Mình xài dày dày mình ăn non với nó ngon lắm, nó ngọt. Xài lắc là lắc tết không? Dạ, ăn tết, ăn mấy cái đó mình chấm nước thịt. Ăn thịt trong nó cũng có rượu như gì nữa. Dạ. Còn lâu quá mẹ, còn lâu quá. Nó khó ha. Ta gỡ xương ra luôn. Nó ra bẹ bự như nè. Ba bốn cọng luôn mà. Ta luộc, luộc nó lòi xương ra nè. Rồi ta rút ra luôn rồi luôn. Còn miếng đùi. Coi em đất. Em nghĩ chắc ăn trâu thơm á. Đấy, khó rượu á. Nó không khoi, nó không đâu khoi, nói giờ nóng nó béo ha, mình có rượu mà mình kho thịt heo, heo mỡ heo nữa để lấy độ béo thôi, chứ không có mỡ thì không được à. Miếng cười quá trời nè, mà chắc cũng không cứng lắm đâu. Nướng trên à. Ở bạn ăn nữa không con? Bạn ăn nữa không? Hai đứa ăn nữa không? Cái rau này tính ra gì mà bắt á. Bắt á. Ăn xong hàng vô rồi đó.
Bữa nay gió hiu hiu mát quá trời mát. Trời ơi, hôm nay giờ bữa có mưa chẳng. Cho nên làm gì không mệt. Mưa mà. Đây tới 23 có mưa 24. Bữa nay tích tụ là mưa đó. Ông bà xưa của mình đúc kết kinh nghiệm hay lắm. Thường thường những cái cột mốc đó, mà hay mưa hay là tháng nào tháng hẹn gì đó là ngay chân. Hàng năm thì ngay gì 23 tháng 10 âm lịch là hay có mưa cả nhà. Ông bà mình hồi xưa hay nói vậy. Mà hầu như là đúng hết hả cha? Nhưng mà nó có sự chênh lệch vụ 1-2 ngày, ví dụ không 23 thì 22 hoặc 24. Dạ. Nó mưa trước cái vụ nó mưa trước 16 17 á thì 23 nó ít mưa. Đó là trận mưa lớn cuối cùng của mùa mưa phải không? Đúng rồi. Mà chừng nào mà ngay mặt trời gầm hướng đông gầm nhiều đó là dưới trên trời là rồi đó. Lên trên là hết mưa. Mà gần đây thì thời tiết có thay đổi rồi, nhằm năm mới là mùng 1 Tết cũng mưa. Ở đó đâu có mưa, giờ là mùng 1 Tết là hình như nhớ 1-2 năm rồi đó, gần đây là mưa. Năm gần mưa đó. Giờ thừa đó, giờ thừa Úc Duyên Khải ngồi ngoài uống cà phê đó mưa. Dạ. Ngồi mưa quá vậy. Thôi cháu chạy vô luôn nè. Mấy ngày Tết mưa lên gai hoài đó. Cái bữa... Dạ đây thôi mà miền Trung Tết mưa mà. Dạ. Mưa mà không phải mưa dặm mình đây, mưa lớn mình đâu, mưa phùn. Dạ. Mưa sưng đó. Dạ, mưa sưng. Như con đi lẹ đi vô nhà thì con chỉ hơi ướt cái đầu. Dạ. Đi chơi mà, có dù rồi đó, áo mờ suy đó. Cái này ăn mặn nhiều á, cái mùi hơi nồng nhẹ nhẹ á. Cái mùi chảy. Cái đó mình ăn rau dữ thịt chảy. Dữ không ạ? Châu với Úc, châu với ngựa mà con nào cũng ăn cỏ chứ không ạ? Nãy là 2 ly chồng không kịp đó ăn rồi. Chị Ly tới nữa chồng rau xong để cân chỗ đó, rồi chừng nào một phóng với Hương ra cắt thì tự cân, tự tính tiền luôn nha chị Ly. Ly quay rồi lên bây giờ, lên rau giờ đó, mau lắm. Khô. Mấy cải này mau ăn quá. Ăn mấy ngày. Chừng nào rau muống của chị Ly lên mà ăn được đó, em đầu tư con vịt nấu nồi vịt nấu chao cắt vô lụm liền. Còn nếu mà bữa đó em không có tiền mua vịt, kéo cá của cha lên nấu chao. Ngon luôn. Gia đình mình hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào.